Vâng, Genji cứ bắn thế này thì có phải là tôi vui không? Nhưng mà liệu họ có bắn gì thế này được đến cuối trận này không? Đây đó mới là vấn đề. Global Sporting Set vừa rồi xoay vì ông đang cố gắng bắn với ra đuổi cái này bên phía team TBS Kimini. Và bây giờ thì Kimini Smart ông đang có điều xoay quá tơ đến với Columbus. Một cái tình huống được kê trước nhưng mà Global Sporting Set đã không ngờ cái sức mạnh họ lại lớn đến như vậy. Lâm Bự knock out vị trí Xavier. Nhưng trước đó là quả nết đã nổ và Lâm Bự cũng đã bị knock out. Chủ tịch góc này thì rất khó cứu nha dành cho vị trí của chủ tịch, nhưng Melopo vừa rồi ông đã bị confirm với Minh Di. Còn ở đâu đó trên bản đồ ông ta thì Mad Clan họ đang di chuyển. Và đây sẽ là tình huống đâm vào thẳng ngõ một cái tay bên phía A8. Lát vừa rồi ông đạp vào dấu tên của vị trí của EM này dừng chân. Vâng, chiếc xe bây giờ chỉ là chiếc xe không người lái cho D3 đạp vào dấu Tutap là hai player cuối cùng. Và Tutap sấy cho mình được một người, nhưng ngay sau đó thì Tutap cũng đã phải đồng xuống một top thứ 16 dành cho cái thành viên bên phía team Mad Clan. Tình huống sấy rất tốt với khẩu Beryl, bao với knock out. Nhưng A-Slap đã phi ra ngay lập tức để cố gắng cứu lên đồng đội của mình. Thời gian là có những Go Green bị knock out. Còn xe đẩy ra Mamu đang bị kẹt cứng lại. Ma Chao nằm xuống và top 15 dành cho Detention Gaming Y. Cũng sẽ bách về với cả những người đồng đội của mình. Còn đâu đó trên bản đồ thì New FP sẽ câu vào khu vực nhà cái thành viên bên phía team Damwon Kia. Em mình và cả những người đồng đội của mình bám sát trái đây sẽ là phương án hợp lý, nhưng những quả đấy bắt đầu được trả ra về bên ngoài. Và bây giờ thì Nhan nằm xuống tên cả vị trí của đàn. Và Minh Di là player cuối cùng, nhưng Minh Di không đổi không, Minh cũng đổi cho mình được một mạng nhỉ. Và Damwon Kia họ sẽ đẩy sang rồi với một đội hình ba người, nhưng bây giờ thì mách này ông đào bị cầu đi ở bóng 4 HP bắt buộc phải lùi về. Bắn rất khéo từ vị trí của Bình và bắn yếu được một người, và sau đó anh ta knock out được thêm một người nữa. Cơ hội chính là đây mà Mù đâu bất ngờ bắn tiếp rỉa sang, cố gắng cấy kéo mình thêm những điểm hạ gục. Và New FP rất nhanh thôi dừng lại top thứ 14, và tiếp theo sau đó có thể sẽ là cả Damwon Kia khi năm under phải nằm xuống rồi. Động là người cuối cùng còn lại của Damwon Kia, và như đã nói vòng bo tiếp theo thu vào khu vực nhà trung tâm vẫn đang là của Global Esports Access. Tỷ lệ hút bo là quá nhiều, nhưng với động ở góc này, hy vọng cuối cùng của Damwon Kia, và nếu chúng ta đâm xuống đó sẽ là cái kết dành cho Damwon Kia ở một cái vị trí cũng rất cao, top 13 lận. Và vừa rồi thì Enterfox 36 Indigo bị bắt đi, nhưng người KS thang là đó là vị trí của Inonic từ phía Gen Z, thêm cả Amonos nữa, và đó lại là 17 Gaming. Phong độ vẫn đang rất cao ở trận thiếu này. Chính xác là như vậy, đặt niềm tin vào 17 Gaming chưa bao giờ là sai cả. Họ hoàn toàn có thể mang về cho mình được đó là những cái vinh quang, nhưng đâu đấy cho bản đồ chúng ta đang thấy rằng Lê Clom đã bị knock out về đó chỉ còn lòng rồi. Đã đâu qua thì đã có tình huống đụng độ với cái thành viên bên phía team Game for the Young. Và tình huống này sẽ là 2v1, tuy nhiên với vị trí của 911 vẫn đang khá xa, cần phải đẩy xa về khu vực nhà này. Với tình huống của 17 Gaming, Lưu Gót chạy ở ngoài đường quá trống và để Pio bắt được mạng. Seoul đẩy ra khỏi khu vực nhà và đây tình muốn cứu lên là sai. Atomu bị knock out và một chạm về một tình huống cuối cùng để xem Game Forever Young hay là đối phương đây. Nhưng đó là cái kết cho Danawan Esports ở vị trí top thứ 12. Vâng, trên game. Ôi ôi ôi. Cú kinh rõ này làm bây giờ họ công thẳng ra đuổi cái tay bên 17 game mình. Lucky ông đã dừng chân rồi, và đây sẽ là tiếng đẩy vào những 1 PS3 thì tên miền này sâu như nằm xuống. Nhưng bây giờ thì cái chiếc của Su cũng bị knock out. Ở kia 17 game mình họ có một player nữa rồi. Không hiểu có một vấn đề nào đó đã khiến cho 17 game mình họ đang phải dừng lại. Và bây giờ phải dừng lại vì thứ 9 là trong trận đấu này rồi. Một trận game thực sự phải nói rất quá thất vọng đến từ vị cá nhân tôi. 8 team còn lại của mình đó là 23 player phút từ đầu thứ 20. Multi Circle bây giờ cũng chỉ còn một bình vị trí của Tanky 995 với những tiểu bắn từ xa để vớt phát lại một chút gì đó cho những người đồng đội của mình. Cứu lên thành công vị trí của Mew, và bây giờ thì là 911 với cả Tanky bắn từ phía sau, và Game Forever Young họ chiến thắng các thành viên Multi Circle của mình ở tình huống này. Top 8 cho Multi Circle. Bây giờ thì 911 cũng lên xe và chủ động sủi luôn để hạn chế đi một tiếng giao tranh khi vòng bo tiếp theo đã có. Còn bến đỗ ở đâu thì chưa biết, ông ta sẽ nhìn thấy họ công một khu vực nhà cái thành viên bên phía team Game League Sport ở khu vực này, và đó là team cá rô. Ui rồi, cá rô phi đến từ vị trí của Ezo và cả những người đồng đội của mình. Nét bắt đầu được trả ra, Inonic vừa rồi lúc đốc ba được đó vị trí của 50, nhưng ngay sau đó Rainbow nó đốc bao ngược vị trí của Ezo. Và anh chàng này cũng đã bị confirm rồi, một tình huống mưa bom bão đạn vào cái va chiến trường nổ ra, nó khiến cho các thành viên bên phía team Game League chưa thể tiếp cận được vào khu trụng phía khu vực nhà cỏ cái tay bên phía team CBS ở khu vực này. Bắn đo nhưng bắn qua tôi nhưng Spear Pio đã phải nằm xuống, và Genji họ còn hai người, và bây giờ sẽ là những quả đất trả vào ra một quả đất bay người luôn đến từ vị trí của Inonic, và cả đó là vị trí của Azura. Nhưng ngay sau đó thì Inonic cũng bị tự hủy rồi. Azura player cuối cùng bên phía team Genji, Azura làm được, Azura hoàn toàn có thể bám view theo, nhưng đó là những tình huống trước của cái thành viên bên phía team Genji có thể confirm được nốt thì thành viên cuối cùng. Nhưng thôi xong rồi, flash trắng quá, trắng như Omo, và bây giờ Ren 3 đẩy ra dấu chấm hết dành cho cái thành viên bên phía team Genji ở vị trí thứ 6. Đây sẽ là cái top 5 dành cho 911. Vâng, Zena thì đang đóng vai người vô hình, còn vị trí của 199 thì ôi ôi. Vâng, một tình huống bị bắt bài trước rồi đến từ vị trí của Zena. Một tình huống bắn trong mù lòa. Ua, đẩy thẳng lên trên khúc nhà luôn mà. Ôi, Zena knock out vị trí của Ren 3. Zibit hơi vội trong tình huống này, đâu nhất thiết phải đẩy lên ngay đâu à trời ơi. Cụ đi,
cụ đi rồi. Không thể tin được, Red 3 bị confirm. Và bây giờ thì còn lại đó với chị Jennan ở phía trong căn phòng bên cạnh. Mặc dù biết điều đó rồi nhưng đẩy lên vội thế để làm cái gì? Đây mới chỉ là phase 6 thôi, đã phải phase 9 đâu. Đúng như dự đoán thì suýt nữa thì hai cụ đi. Đầu tiên trong đội của Thanh BB với tên Pedro, còn ba mũi sẽ cố gắng ven theo đó là cái bờ ruộng này thì còn có thể vào được. Còn Jennan cố gắng táp rỉa ra phía bên ngoài và bây giờ Spear đẩy lên. Ôi rồi ôi. Hay mà. Vâng, hai ông bên phía team Ghibli Sport đẩy một binh Jennan, nó bây giờ thì hai cụ đi rồi. Cố gắng vào được đến đâu thì hay đến đấy, còn Jennan thì coi như là cũng xong rồi. Đó là tiểu mặt từ xa đến từ của Renning. Nết và Smoke đang liên tục được trả ra khi đây là đến những thời điểm quyết định trận đấu. Và cái đụn dơm của Mamu cũng biến mất ngay trong một nốt nhạc. Mamu bắt đầu lộ vị trí ra mắc, Zora bị táp yếu từ vị trí của Miller nhưng hết đạn mất rồi. Một tình huống bắn vào thẳng đầu và cả thân là quá đau, Mamu bị knock out. Chắc chắn đó sẽ có con phong kiều. Những trận thi đấu trước của ngày thi đấu hôm nay nữa, team sẽ mang về cho mình được đó là hai cái top 1 ở trong tuần thi đấu thứ hai này. Đã bắt đầu vị trí ra rồi, Miu bắt được Mark Zora. Nhưng máu cũng đang là quá yếu rồi, Sparrow đang cẩn trọng. Sau khi mất khoảng một nửa lượng máu ra thì anh đang muốn chất chiêu cơ hội đại hơn để cứu lại đồng đội của mình. Nhưng Miu đang trên tay một quả nết, một quả nết bỏ nhỏ nhưng mà nó lại sai địa chỉ. Vậy là Mark Zora sẽ được cứu lên. Còn Miu áp lực đang là quá nhiều đến từ cả vòng xanh cũng như cả bốn tuyển thủ đến từ ATA. Cái kết có vẻ như đang gần đến rồi. Cố gắng trả một quả nết nữa ra, vẫn còn nết trên tay. Renning đang kê lại cái cánh bên tay trái. Miu chỉ cần đứng lên thôi là lộ đầu. Thậm chí là vừa rồi một khẩu MK14 được lút lên. Nhưng sau cùng thì đó là cái top 1 dành cho ATA.